Dưa hấu nè, ngày mai là sinh nhật của dưa hấu vừa tròn 2 tuổi mà dưa hấu vẫn chưa biết gì. Ngày mai ba sẽ mua cho dưa hấu một cái bánh kem, nhưng mà ba sẽ chở dưa hấu đi đi lựa bánh kem luôn nha. Ok, chị hai đòi đi theo lựa bánh kem giùm cho dưa hấu hả? Cái để bạn dưa hấu tự lựa. Dưa hấu ơi, lựa. né ra để ba quay dưa hấu nè. Dưa hấu ơi, dưa hấu, ba đang quay phim con nè, đang quay phim dưa hấu nè. Dưa hấu tính làm gì vậy? Tính làm nhà hả? Không biết ngày mai dưa hấu có thổi cái ngọn nấy nổi không nữa chứ, hay là chu mỏ vô hung hung ngọn nấy, xong ngọn nấy cháy mỏ luôn, hung ngọn nấy đốt cháy mỏ luôn. Nè, nó không có xô nghe con, không xô em nghe. Ơi, dâu. Trời ơi, xô người ta xô lại khóc. Nôn nghe chưa? Dấu nôn nghe. Trời, con mượn đây, con nói mượn. Mượn. Con tí lấy cái giỏ xách qua mang vô vậy. Ừ. Rồi giấu quờ được cái gối rồi. Sao? Sao? Nô không có múc tay. À. Trời, con gái lớn mà múc tay. À. Quay quay quay, bà chạy. Nghe bà chạy. Anh đi. Trong cái chén kìa, lấy cái tô kìa. Rồi xong. Mày ngày nào cũng khóc nữa nè. Xong. Ừ. Sao? Cái gì mà băm? Băm là cái gì? Hey. Ba, ủa bà có đếm nào mà ba? Một. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Tám. Chín. 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 Nếm cái gì vậy trời? Chín. Chín. Mười. One. Two. Two. Three. Thôi ngày không chơi nữa. Mệt quá. Giáo không đếm mà không chơi nữa. No no no. No no no. Giáo hát ABC đi. Hấu lì quá. Ok, cảm ơn tất cả các bạn. Mình tắt máy đây. Bạn Hấu chúng ta lì quá.